Xin chào các anh em thân thiết của team Minh Phụng Music. Hôm nay mọi người hãy cùng với đội ngũ Minh Phụng tiến hành chuẩn bị số lượng lớn đàn Artesia Performer, ghế piano cao cấp và chấn đàn piano đưa nhà xe giao đến đại lý tại Đà Nẵng từ showroom Bành Văn Chấn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Xe vận chuyển hàng đã đến. Anh em hãy theo dõi các nhân viên đội tải tiến hành mang từng kiện chấn đàn vào thùng xe nhé. Mỗi kiện sẽ gồm 5 chấn nên anh em mang hàng để lên xe rất dễ dàng. Lần lượt từng thùng được chị nhân viên chuyền chậm chậm cho các anh chất hàng lên xe. Thao tác đội vô cùng chuyên nghiệp và rất linh hoạt. 5 kiện hàng đầu tiên đã ở trong xe, đến kiện thứ 6 thôi. Công việc cứ tiếp tục đến thùng thứ 9 và thứ 10 đã ở trên xe. Vậy là kiện chấn đàn đã đủ. Giờ là lúc các anh mang những thùng piano performer đưa vào xe. Vì khối lượng từng cây đàn chưa đến 9 kg nên với sự lành nghề và sức khỏe bền bỉ thì anh nhân viên mang cùng lúc 3 cây piano lên xe vô cùng dễ dàng. 3 thùng đàn đầu tiên đã xong, đến thùng chân piano thôi. Thùng chân đang được nhân viên canh chỉnh gọn gàng và 3 cây đàn điện tiếp theo trong tổng số 10 cây từ từ đưa lên xe. Vì được bảo vệ cẩn thận nên khi mang vác số lượng lớn cũng không ảnh hưởng chầy xước thùng đàn bên trong. 4 cây piano và chân đàn đã được mang đầy đủ lên xe tải. Tiếp đó anh nhân viên xuống xe bắt đầu mang các kiện ghế piano lên xe tải. Thùng ghế đầu tiên đã ở bên trong. Đây là những mẫu ghế kiểu dáng đẹp màu trắng bắt mắt, được che nhiều tấm bìa dày trước khi phủ lại bằng nhiều vòng ni lông bảo vệ vô cùng chu đáo. Thùng ghế thứ hai được mang lên và đây là kiện ghế piano cuối cùng đang cùng với anh tiến lên thùng tải. Khám phá điểm nổi bật của Performer nhé. Đàn 88 phím trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Đàn sở hữu nhiều chức năng quen thuộc như là metronome, đếm nhịp, gain spool, tăng giảm tone, slide, chia bàn phím, cổng kết nối USB MIDI, kết nối đàn với máy tính tay, máy tính bảng và điện thoại di động dễ dàng. Cổng tai nghe giúp bạn chơi không phiền mọi người xung quanh. Sustain pedal, jack cắm stereo layout cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Bên cạnh đó, khi mua nhạc cụ tại Minh Phụng Music với Performer, khách hàng sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Buổi giao số lượng lớn chân đàn và piano Artesia Performer về Đà Nẵng hôm nay đã hoàn tất. Đây là một số hình ảnh đội ngũ Minh Phụng Music gửi đến anh em cùng chiếc piano Performer đã được sự yêu mến, tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trên mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.